mạnh xã hội phát triển văn công bằng văn minh, đấy nó viết hay hơn Liên Quốc này. Nhưng mà nó mới phát hiện ra cái quốc kia bò hay không thì lại không hoạt động, nó không thực tế, nó còn nó không đi theo đúng những quy luật, nó bị, cho nên là nó mới bị tan đi, là một hoặc là nó phải biến đổi thôi. Nhưng mà cái giá trị lớn của toàn thế giới là có nó, đâm ra ông tư bản mới phải chỉnh, có tư bản thì ông xã hội chủ nghĩa mới chỉnh theo. Đấy là cái sự cạnh tranh lớn về gọi là ý thức hệ. Bên cạnh đó là nó cả hai cái đều đè bẹp cái ý thức hệ của tôn giáo. Ngày xưa tôn giáo là nó bao trùm về mặt tư tưởng, nhưng dần dần các ông dẹp hết, đẩy nó trở thành nên là không chỉ ra là không có nghĩa lý gì về mặt tôn giáo thế đâu. Một thời kỳ là rất ghê, nhưng cái tôn giáo bây giờ cũng bị yếu thế so với cách đây khoảng 1-2 từ thế kỷ 17-18 chứ tôn giáo mạnh lắm, thống trị hết khắp các nơi, và các cuộc chiến tranh nổ ra là do cái sự mâu thuẫn về tôn giáo nhiều. Đâu có hết được.
mà cái khả năng của nó viết không hết, mà nó dưới góc nhìn của nó thôi. Cho nên là mình phải rất cẩn thận cái bài báo rồi các thứ, như là đọc cái gì đúng thì đúng, cái gì sai sai thôi. Ví dụ ông thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chết, sinh năm 1971, ông ấy là con ông Châu, ba cái thông tin đúng, không có gì sai. Còn lại ông ấy chết buồn sang, ông ấy ngã trên tầng xuống thì tất cả những cái thông tin đấy là phải cẩn thận. Cái đấy là tôi chưa biết, anh biết thì anh cứ biết, bởi vì anh đang có thể anh đang vận dụng các cái thông tin kia để anh, cái thông tin có thật kia để anh bắn ra một cái message nào đấy thì tôi không biết được. Và tôi cũng chẳng care cái chuyện này. Mà tôi không nhức đầu cái chuyện đấy vì nó relevant với tôi. Tôi chỉ thấy cái hệ thống giáo dục nó đi xuống quá. Tôi mới đọc. Bây giờ để ý cái đường đi Việt Trì thế này, ta còn có 40 phút nữa thôi. Đường đi Việt Trì. Mình đang đi hơi lệch chỗ này. Không biết đường này. Đây. Đây à? Nãy mình bị chạy tên nhiều quá. Thế à? Đầm vàng kia. Đây thì vào Vĩnh Yên. Vĩnh Yên đấy. Không phải không? Không. Mình đang ở giữa Vĩnh Yên. Không có đi. Không, đấy kia là vào cái đô thị. Thế bố vòng ra kia xong rồi mình cũng nhìn bản đồ tí. Chỗ này nó rất dễ lẫn lộn. Ngoài nói chuyện. Ngoài nói chuyện. Trên bản đồ đây. Đi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đi careful. Mình đang Đi đây. Trên quốc lộ 2 bạn đang. Mình vẫn chạy theo quốc lộ 2 qua. Thằng này đừng có vào trong. Mình đi bên ngoài nữa. Kia thì nó 24 cây, còn đi đường này thì nó 26 cây. Cái đường vàng, cái đường vàng nó đi vào trong. Tăng thêm 2 cây. Mình đi cái đường đỏ này đi. Nó là cái đường, nó gọi là cái đường vành đai mà. Vâng. Nó bắt mình đi ra ngoài thì... Bây giờ mình nhìn cái biển ở Việt Trì đâu này. Việt Trì đi thẳng. Trên phố Mê Linh. Đúng không? Chỉ đi ra. Đến sắp tới sẽ có một cái. Còn cách Việt Trì bao nhiêu cây? 26 cây. 26 cây là tương đối đấy các bạn. Vâng, bởi vì mình đang đi quá. Mình đang chạy khỏi đường.